Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lirin và mình đến từ Gearshop. Ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn về một con bàn phím, đó là thuộc dòng giá rẻ của First Player. Thì con này là First Player Lite K7. Con này nó có hiệu năng này, sử dụng rất là ok, nên là ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn về con này. Mà đặc biệt, điểm đặc biệt của con này đó là nó được nằm ở trong tầm khúc phân khúc bàn phím giá rẻ. Ok, và bây giờ thì mình sẽ unbox con này nhé. Con phím này thì nó sẽ có hai lớp vỏ nha. Đây, thì trong ở bên trong cái phần hộp á thì nó chỉ có một cái con bàn phím và một cái đĩa để cài driver và một cuốn sổ hướng dẫn sử dụng. Thì có nhiều bạn sẽ thắc mắc là ví dụ như mà thời đại bây giờ ai đâu xài mấy cái đĩa này đúng không? Nhưng mà các bạn đừng lo, cái driver này ở trên chiên chủ của con phím này nó sẽ có để cho các bạn cài nhé. Không cần tới nổi đĩa đâu. Rồi, okay. Và đây chính là con First Player K7 Lite. Và cái vẻ bên ngoài á, thì con này nhìn có vẻ khá là basic, khá là đơn giản. Nhưng mà có cái điểm nhấn đó chính là có một cái vòng màu trắng bọc xung quanh của cái keycap. Cái kiểu thiết kế này thì làm cho mình nhớ liên tưởng tới cái con phím nào của Alien nguồn que á. Nói chung là cái keycap của nó sẽ khá là giống như vậy. Và con này thì TKL, layout của con này đó là TKL 87 phím. Ở con phím này đó là sử dụng Switch Otemu. Thì trong cái phân khúc bàn phím giá rẻ sử dụng Switch Otemu có nghĩa là con phím này khá là tốt rồi, nên là sẽ mang cho mình những cái cảm giác gõ khá là ok. Khi mà mình gõ thử á, thì mình cảm thấy là khá là đầm tay, chắc. Khi mà mình không có biết giá của con này á, thì mình nghĩ là con này chắc cũng giá cũng phải tầm triệu trở lên. Nhưng mà cái cảm giác gõ của con này khá là ổn luôn á anh em. Và điểm đặc biệt ở con phím này đó chính là nó có thể tự qua thay switch được. Ví dụ như trường hợp như là có một cái nút nào nó bị hư hay là bị liệt thì các bạn có thể tự thay, mua một cái switch về tự thay vào. Hay là trường hợp thứ hai, ví dụ như các bạn không thích switch blue, tại vì con này mặc định nó chỉ có switch blue thôi, thì các bạn có thể tự mua một cái bộ switch red hoặc brown về để thay. Thì ở đây mình cũng có một con K7 mình để thay switch. Thì đây, low red ground. Thì cái này nếu như mà các bạn kiểu thích sáng tạo thì thay mỗi cái một cái switch khác nhau thì cho cuộc đời thêm thú vị. Ok, về cái cáp của con phím này nó là sử dụng nhựa ABS double shot xuyên led. Và cái phần led của con phím này là nó có tới hơn 19 hiệu ứng đèn led lận. Thì về cái phần đèn led á, mình cảm thấy là có rất là ít con phím nào mà giá rẻ có thể so được với con này, tại vì nó có tới 19 hiệu ứng đèn led lận. Những bạn nào mà thích hiệu ứng led này kia chớp nháy thì con này khá là phù hợp với các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài driver và chỉnh hiệu ứng đèn led nhé. Bước đầu tiên mình sẽ vào web và trang chủ của First Player. Đây, firstplayer.com. Đây, nó sẽ hiện lên mình bấm English. Rồi, ở dưới đây nó sẽ có một cái Technique and Service. Mình sẽ chọn Drive Lulat. Ở đây mình sẽ chọn phần Keyboard. Và cái đầu tiên luôn, này, K7. Và bấm Down về. Nó sẽ có một cái file zip. Rồi, mình extract nó ra. Bấm vào, nó sẽ có một cái file. Rồi tiếp theo mình sẽ chọn phần English. Next. Và Finish. Rồi mình sẽ ra phần trang chủ ngoài desktop. Nó sẽ có một cái... Đây. Rồi. Đây sẽ là cái phần để cho chúng ta chỉnh đèn led. Bấm vào Line. Yeah. Nó sẽ có tới 19 hiệu ứng để cho chúng ta có thể sử dụng. Về phần dây kết nối của con phím này thì nó được bọc bằng dù và khá là chắc chắn, dày dặn. Và tiếp theo là cái đầu kết nối USB, nó được mạ vàng. Thì
rất là xịn sò và có cả cục chống nhiễu nữa. Và ở phần bên dưới của con phím này thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ có 3 feet ở dưới đáy thôi. Nó chỉ có 3 feet ở dưới và có một cái để lật lên. Và có một cái đặc điểm của con liêm phím này đó chính là bởi vì cái switch có thể tự tháo rời luôn, nên là họ sẽ làm cái phần đèn led trực tiếp và cái bo mạch của con phím này, nên là cái phần đèn led của con này nó sẽ không có được sáng hay là rõ bằng những cái con phím khác, bởi vì những con phím khác đó cái phần đèn led đều được làm thẳng vào trong switch luôn, nên ok, nó sẽ là một cái điều đáng buồn. Tóm lại, đây là một con bàn phím giá rẻ, nó chỉ khoảng 800.000 thôi, và ở đây kia shop thì đang được giảm giá chỉ còn 680 thôi. Anh em nhanh tay nhé. Rồi, đến con phím này thì điểm đây, điểm nhấn đặc biệt của con phím này là có thể tự tháo được switch nè. Còn cây cáp thì là cây cáp ABS double shot xuyên led luôn. Led thì led RGB có tới 19 triệu có tới 19 kiểu hiệu ứng đèn led. Thì chúng ta có thể thay đổi đèn led trực tiếp ở trên trên con phím hoặc là ở trên driver, ở trên máy. Thì một cái con phím mà nó chịu giá nó ở một cái tầm thấp như vậy mà nó lại cho mình được một cái cảm giác rõ khá là ổn, và cái bề ngoài nói chung là tổng thể luôn thì mình cảm thấy là khá là ok. Nếu như mà rất là phù hợp cho những bạn nào học sinh sinh viên và nhưng mà thích chơi phím cơ, bởi vì sắp phải quay lại trường học rồi. Ok, và nếu như các bạn thích thì các bạn hãy để lại cho mình một like, một subscribe và comment ở phía dưới các bạn muốn mình review món gì nhé. Và bây giờ thì xin chào và tạm biệt các bạn. Hai cái lớp vỏ mà nói chung là ăn cục gà không em?